Thủy xin chào bà cô chú anh chị đến với tiếp theo video của Thủy nha. Tiếp tục Thủy lại dẫn ông bà cô chú anh chị đi tham quan những ngôi miếu và những ngôi chùa mà ở trên núi Bà Đen có. Và Thủy lại tiếp tục dẫn dì và mẹ vào hang núi của Bà Đen để xin keo nha cô chú anh chị. Hồi nãy là video trước là Thủy và mẹ và các dì đã vào đảnh lễ và thắp hương cho bà rồi cô chú anh chị. Rồi xong dì Thắm mới thấy xung quanh có nhiều anh chị khách du lịch lại cầm hai cái đồ xin keo lên và đi ra hỏi Thủy, thì Thủy mới nói là dạ, cái đó là người ta xin keo để ta xin cái gì, coi thử có chứng cái đó hay không. Ý là Thủy nghĩ sao thì Thủy nói vậy nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị nào mà biết thì thông cảm cho Thủy, chứ Thủy cũng không có rành nữa cô chú anh chị. Rồi dì Thắm mới dụ Thủy vào để xin, lại tiếp tục vào và mẹ cũng vào, các dì cũng vào luôn. Và Thủy có kể cho dì Thắm nghe câu chuyện của Thủy, và sẵn dịp video này Thủy cũng muốn gửi đến cho cô chú anh chị một câu chuyện của Thủy có thật luôn nha. Lúc mà Thủy biết tới núi Bà là Thủy ở đây mười mấy năm rồi cô chú anh chị, nhưng mà Thủy chỉ nghe núi Bà Đen thôi chứ chưa bao giờ Thủy đi. Thì năm đó chị hai Thủy thấy Thủy ở nhà không có làm cái gì á và buồn quá, rồi chị hai Thủy mới dụ Thủy là lên núi Bà Đen thắp hương và cầu nguyện và xin cho mình được có một cái nghề nào đó của chú anh chị. Thì Thủy thì không có tin lắm, nhưng mà Thủy đang rảnh thì Thủy cũng đi cái lúc đó là mùng 4, mùng 5 Tết gì đó cô chú anh chị. Thì theo chị hai đi lên rồi chị dắt vô trong cái hang này luôn nè cô chú anh chị. Và lúc cái thời điểm đó thì nó đông nghẹt luôn nha cô chú anh chị nha. Nhưng mà Thủy đi mười mấy năm về trước rồi, lúc mà cái hang nó rất là cũ kỹ luôn cô chú anh chị. Bây giờ là người ta làm lại nó đẹp lắm và khang trang luôn rồi này cô chú anh chị. Thì chị em Thủy vào chen chân không có được luôn, nó rất là đông. Tại vì cái thời điểm đó là mấy ngày Tết á, cho nên tất cả các nơi người ta đi du lịch ở trên núi Bà rất là nhiều, cho nên nó là đông nghẹt luôn. Rồi chị gái Thủy mới vào thắp hương, rồi Thủy cũng bắt chước Thủy thắp hương. Rồi Thủy đứng đó thì chị gái Thủy xin keo cho chị gái Thủy, rồi chị gái Thủy cũng kêu Thủy là xin keo đi, muốn xin cái gì thì xin bà đi. Thủy thấy chị hai nói như vậy thì Thủy cũng bắt chước chị hai cầm hai cái cục đó lên và xin. Thủy xin cho Thủy có một cái nghề, trừ cái nghề công nhân ra. Thủy rất là sợ cái nghề công nhân, tại vì Thủy làm nghề công nhân cũng 7-8 năm á cô chú anh chị. Họ bóc lột công lao động của mình lắm, nhưng mà hàng tháng mình cũng không có dư đâu. Mình làm hoài, nghỉ một xíu là họ sẽ chửi mình, không cho mình ngồi nghỉ ngơi đâu nha cô chú anh chị. Thì lúc đó Thủy mới xin như vậy. Thủy xin rất là nhiều lần mà Thủy giải cái keo đó xuống thì không có được, gần cả chục lần lận cũng không được luôn. Thì Thủy định là bỏ cuộc để đi ra luôn, tại vì mình xin nhiều lần quá không được đó cô chú anh chị, cho nên nó là mình nản. Thì chị hai Thủy nói là không có nên, xin chừng nào được thì thôi. Thì Thủy thấy vậy Thủy cũng ngồi đó Thủy xin hoài. Không ngờ cỡ nửa tiếng sau thì Thủy xin 3 lần như vậy thì đều được nha cô chú anh chị.
giải 3 lần luồn lượt đều được, còn 10 lần trước, cỡ 10 lần á, trước đó thì không được. Thì lúc này thí sinh được rồi thì mới đảnh lễ bà và ra. Chị hai thí cũng xin cho chị hai thí, nhưng mà chị hai thí xin cái gì thì thí không có hỏi. Còn thí sinh đi như nãy giờ thí kể cho cô chú anh chị nghe, thì năm đó về từ tháng, từ ngày mà thí đi lên núi Bà Đen đến tháng 10 thì không thất nghiệp, không làm được cái nghề gì hết á. Thất nghiệp ở nhà giữ con không à. Thì vợ chồng thì cũng lục đục. Xong lúc đó thì buồn, thì ẵm con thì về quê ngoại, ẵm Diệu Hiền con gái nhỏ của thì về quê ngoại để ngoại giữ. Rồi thì vào thì làm công nhân, thì nghĩ trong đầu như vậy. Thì xong á là thì về, rồi ba của thị á nói là bây giờ là ba cho con mượn 5 triệu, rồi chị gái của con sẽ đi mua cá khô, cá cơm khô đem vào cho con bán. Con bán đặc sản của quê mình coi thử có được không. Thì lúc đó thì nghe như vậy thì thị cũng thấy hay, thì mới kêu dạ. Thì lúc mà chị gái thị mua cỡ 10 ký cá cơm, 20 ký gì đó thì cũng không nhớ, thì thị đi vào vào cái chợ nhỏ gần nhà thị, thị bán chợ Chùm Hởm ở Bắc Hà. Thì thị bán 15 ngàn một lạng. Xong thị ngồi, lần đầu tiên thị bán á không có ai mua của chú anh chị. Xong thị ngồi thị rảnh á, thị lắc đầu cái con cá cơm đó nó còn đầu. Rồi thị lắc đầu, nếu mà ai mua có đầu thì 15, không có đầu thì thị bán 20. Nào ngờ thị ngồi thị lắc đầu, người ta thấy ngon, người ta mua ủng hộ thị quá trời luôn. Mà người ta không có mua có đầu đâu mà người ta lại mua không đầu. Hiếm người mua có đầu lắm cô chú anh chị, hình như là 100 người chỉ có một người mua có đầu. Xong thị thấy thị bán được, xong thị lại tiếp tục gửi tiền về cho chị gái thị mua cá cơm. Rồi người ta hỏi có cá này cá nọ không thì lấy cá chỉ vàng, cá sặc, cá đồ thì bán. Rồi nước mắm Phan Thiết thì bán từ từ. Tự nhiên thì có một cái sạp cá khô luôn của chú anh chị. Đó, thì bán được hơn nửa năm. Xong thì mới bén duyên với lại cái nghề hàng bông. Lúc đó là thì mới tưởng nhớ tới, thì xin cái điều mà ở trên núi Bà Đen á, là linh nghiệm. Thị tưởng niệm tới, tự nhiên thị nhớ tới, thị nghĩ như vậy á cô chú anh chị. Thị phải tin luôn á cô chú anh chị ơi. Thì mình xin rất là nhiều lần bà không cho. Có nghĩ là từ tháng 1 tới tháng 10 là không có làm được, ý là như vậy hay sao á. Rồi 3 lần thị giải đều được, 3 lần cuối cùng á. Rồi xong là từ tháng 10 thì mới đi mua cá cơm và thì bán, thì mới có ngày hôm nay. Thì bán duyên với lại cái nghề hàng bông. Để video tiếp theo thì kể cho cô chú anh chị nghe lý do sao thì bán cái nghề rau củ quả mà không còn bán cá khô nữa nha. Không cầm đâu, để ở đâu, có ai thì đưa con cầm cho. Túi của con thì con cầm chứ sao, con đưa cho người ai. Dì với mẹ với lại thím của mình đang vô xin keo ha. À, bữa nay mình thấy ở đây đi thì đa phần là đi theo gia đình mọi người, chứ cũng không có đoàn, ít đoàn. Mỗi lần thì đoàn rất là nhiều, nhưng mà bữa nay mình lên theo dẫn mẹ với gì với các chú mình lên thì đa phần là đi theo gia đình ha, đa phần là gia đình ở đây lên, đi lên mấy bà ha. Những dòng người tiếp các Phật tử các khắp nơi đang tiếp tục đó về chùa bà ha mọi người, để đi lễ bà ha.
có những con chim ở đây mọi người, những cái sẻ ở đây á, người ta rất, nó rất là dạn mọi người, hầu như thấy người nó cũng không có đi, không có chạy. À, hôm nay gia đình mình tổ chức đi ấy, thì cũng rất là may mắn, thời tiết cũng rất là mát mẻ mà, tuy nó mưa nhưng mà nó rất là mát. Còn ở đây là các bà các cô cũng đang lễ bà. Rất là đông luôn ha. Mấy bà đi cẩn thận, trời mưa nó trơn lắm nhé. Đi cẩn thận bà, trời mưa nó trơn lắm, mình bước thôi. Chậm. Ừ, còn không thì con tự cầm đồ mình, tự bảo quản nhá. Rất là đông luôn mọi người. Bữa hôm nay đông ha mày. Rồi cho nên là rất là mờ ha. Đi vào đi bà. À, đó là gì? Vị chú với các dì của nhà mình, mọi người, vợ mình đang ở đó, đang hướng dẫn cho các dì với chú vô thắp hàng nhà của bà. Hôm nay rất là đông ha. Mạnh khỏe bình an, đi đường gặp nhiều may mắn. Con cháu thì chúng con học giỏi. Con có xin rồi, bây giờ con cảm thấy xin được cho. Ôi chú Toản giải hai lần đều được nha, không có mà như gì thắm xin lần đầu tiên cho cái Vinh, cho thằng Vinh được, lần thứ hai cho con Mai không có được đâu, xong gì cứ đứng ngồi đó gì giải mấy lần mới được. Thế như ngày xưa con nha mẹ, bộ giết gì đâu. Giết nó bỏ. Không nó bỏ bị bóng kìa. Đó rồi đi. Mấy chú mấy gì rồi đi. Rồi đây lại phạt xong rồi về thôi. Mấy chú mấy gì với mẹ nữa kìa. Rồi thế đi đi. À thì mẹ đi nữa chứ. À, hôm nay vợ mình với mẹ với lại các dì chú đang mình vô quay cảnh Đức Phật cho mọi người xem ha. Mấy bạn đến nơi cửa Phật rất là bình an, rất là yên tĩnh, yên bình. Mình đi từng cửa một, từng cửa một trong mình. Đây này kim cang, kim cang hộ pháp. Đi, à, được rồi. Đi tôi trong đây nữa này. Được rồi. Này là chưa với sư tổ. Thank you.
đến nơi thánh chùa thì rất là yên tĩnh, rất là trang nghiêm, thả Phật phẩm lắm. Cha mẹ đang nói rất là đại thân mẫu rồi nhỉ. Phật nằm mà mưa không lên được. Vừa trước là mình lên, hôm nay mưa nó lên. Đây mọi người, bữa trước mình cũng lên chỗ Phật nằm ấy, mà bữa nay mình lên không có được ha, vì trời mưa đi rất là trơn không mọi người. Mình sẽ quay một vòng khu cảnh chùa tại chùa Bà Núi Bà Đen ha mọi người, cho mọi người xem ha. Đây là chỗ cái khu điện chính ha, những cái chiếc chuông rất là to luôn, chuông đồng rất là to ha mọi người. Đây là mấy ngôi chùa ở Phật thờ mấy cái vị thần thôi. Đi cẩn thận nha. Đi trên không cũng được nữa. Đá. Nền đá chưa? Đây mình dặn. Phật nhìn tay nhìn mắt. Núi Điện Bà, Đình Sơn, Tiên. Đây là những cái bia tưởng niệm. Ở đây thì bồ câu rất là nhiều ha. Bồ câu với chim ở đây rất là nhiều. Vâng, khu nhà ăn, nhà ở, nhà nghỉ mà. Bây giờ mình đi lên trên đây, đi sang lên cái chỗ hang. Dạ. Đi bộ con cho đi bộ luôn. Đi bộ tối chưa ấy nè. Đi thăm. Tìm cái gì? Tí nữa. Dạ. Vâng. Ở đây có ấy thôi.
Dạ. Người ta làm lên. Một số cái ngôi chùa người ta mới xây lên. Đó là Phật. Phật tổ. Ngày xưa là chùa là động không à? Xong. Con chim đậu đúng ở trên Phật. Con chim đậu ở trong đảo. Phật Di Lặc. Ờ đó. Chim màu trắng á. Đi. Là đi lên chùa hang xong mới về. Đi nữa đi tòa thánh xong bắt đầu ăn hủ tiếu chay với bánh canh rồi xong mới về quê mới về. Có chứ, đây thẳng đây cái ra rồi. Ngày xưa anh đi công tác ở đây biết, anh đi biết mà. Tí nữa gia đình mình sẽ đi tòa thánh luôn ha. Giờ đi lên chùa hang đi. Cho mẹ đồ ăn, à, cho gì đồ ăn cho nhớ cái tô bánh canh hủ tiếu ở miền Nam. Hả? À. Chụp đi, để con chụp cho, để con gửi vào cho. Ra mấy chỗ này lớn nãy, cũng nhiều chỗ lắm mà. Muốn chụp chỗ nào chụp. Còn con quay ở đây hết rồi. Làm mấy chỗ lên lớn. Kéo nó cắm, nó chạm tay vào là hỏng tay. À, gia đình mình sẽ chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm nhé mọi người. Rồi đấy. Cái chụp thì tí nữa con gửi qua cho. Cái chụp thì để con lát nữa con gửi. Máy nào được. Chụp cho chú, tí nữa gửi qua. À, gia đình mình sẽ chụp mấy kiểu hình làm kỷ niệm ha, núi Bà Đen ha mọi người. Đứng gần đây nè, đó, đứng đứng rồi, đứng dịch ra ngoài đây nè. À, gia đình mình chụp mấy kiểu hình làm kỷ niệm nhé mọi người. Rồi. Dạ. Công chú Toán chụp rồi. Công không chụp thì thôi. Công nó còn đơn vị nữa. Đưa máy ảnh cho. Hình này mọi người. À, đây là vợ mình với mẹ. À, đây là các dì ha. Dì Sim, dì Thắm, à, dì Túc ha. Dì Nhạc. À, bây giờ đang là 5 giờ chiều mọi người. À, mình đứng ở trên núi Bà thì sương nó xuống rất là nhiều ha. Sương nó xuống đen, nó hầu như là nó bị tối hết trời luôn rồi mọi người. Đây là sương mù ha. Mình đang đứng ở ngay điện núi Bà này mọi người. À, rất là đẹp ha. À, mình sẽ chụp cho gia đình mình một kiểu hình cho mẹ với các dì của mình, với em của mình ha. À, rất là đẹp luôn mọi người. Bây giờ mà lên trên đỉnh rồi, sương nó xuống là không nhìn thấy gì luôn đấy, mà nó lạnh hết người. Đi ban sáng. Nhưng mà bữa trước mình cũng thích, lại thích đi bộ, người ta thích đi bộ. À, tối rồi. Tối rồi. Dịp khác ha gì? Thế coi mấy giờ để thi điện cho gì thì từ mai lấy hàng rồi.
Để em coi thử xem. Vâng. Bây giờ ấy, gia đình mình sẽ lên chùa Hang nhé mọi người. Lên chùa Hang để đi tham quan một vòng chùa Hang nữa, xong rồi gia đình mình sẽ về đi tòa thánh nha. Vâng, người ta bán, người ta thuê, người ta bán bán nước, bán đỏ. Đi đi, đỡ gì đi nhá. Đi đi. Ở gia đình mình sẽ đi lên chùa Hang, lên chùa Hang. Đi 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 đi. Cứ đứng ở vào cái hàng này đứng yên là nó tôi đã đẩy cho mình đi, không phải sợ gì hết, đứng yên một chỗ thôi. Cứ đứng yên một chỗ là nó sẽ đẩy cho mình lên, mình không phải chạy, không phải sợ gì hết đấy. Đi lên. Nghiêng cái chân lên, mẹ khác nó kẻ chân nha, mẹ đi chân đất mẹ nó gần đó bước lên nó kẻ chân vào trong đó, đó đứt chân đấy đó, mẹ bước bước đi. Tiếp tục lên đi. Cứ lên trên này này, xong đi ra lên chùa Hang, cứ đi 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 thì về lại mới ra được chùa Hang một đường, đi chùa Hang một đường ra về mà đi ba lần mới lên tới nơi đó. Nhắm ở cái nào cũng được, nhắm ngay đây cũng được, nhắm ngay chỗ nào cũng được, cứ vào cái bậc đó là được. Từng có nửa bậc nào nó cứ nhắm vào cái giữa cái bậc này này là bậc nào cũng được hết đấy. Nhưng mà giống vào cái giữa nửa nửa này nó gạt mình. Vâng, nó gạt, nó đẩy mình đi, mình hỡn thôi chứ không có việc gì hết, không có sao. Đã đi cầu thang máy bây giờ đâu, tìm gặp mình. Lên trên này này có đường đi ra cáp treo. Cứ dẫm vào giữa, cứ dẫm yên một chỗ là nó sẽ đẩy mình đi. Gia đình mình sẽ đi chùa Hang nha mọi người, đi lên chùa Hang ha. Dạ. Ra đây rồi. Này. Đây. Đây, hỏi người ta. Thôi. Tỷ đang ngồi chờ gì em không đi tầm rưỡi. Còn đói quá, còn chờ hết gần hết ổ mà. Nó không nổi. Miếng gà. Không 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 uống. Uống. Cua vào nó ngắn ấy. Nó ngọt mà. Ngày nho. Cái gì mà phải đau đầu. Không. Ăn. Vậy mà đợi gì? Đấy, tiếp tục. Phải nắm tay, phải quấn. Đây là chùa Hang nhé mọi người. Đây là chánh điện này, Phật của chùa Hang.
cho hàng về Phật có Phật là... đó đó là chùa hàng đó. Đi mình đi một vòng, mình tham quan một vòng xong mình về, xong mình đi tòa thánh xong mình về. Nó khỉ này không à, bắt gặp một bé khỉ này mọi người. Đây đứa nữa ăn no, ăn no cháu đỡ nó giật. Ăn rất là no, không cắn đâu, nó hiền mà. Ở trên tòa thánh kia cả mấy nghìn con, nó đừng có giỡn nó nha, đừng có giỡn nó, đừng có giỡn, giỡn nó là nó chọc lại nó cắn mình. Ôi là cắn quả nho, giỏi chưa? Cho quả nho, nhưng mà con bị chột nghe nhá. Không, không cắn đâu. Đưa nó thì nó bị nhảy, nó mà trêu nó là nó. Trêu nó là nó ấy lắm. Đây nó ở đây, chỗ nó ở đây. Mẹ với các dì với chú của mình đang thắp nhang. À, đây là đèn thờ sư phụ Đạt Ma. Mẹ mình đang đi bộ, cô có đi cát nhưng mà đi bộ. Mẹ đi bộ còn nhanh hơn đi xe của anh đó. Ồ, mẹ đi nhanh hơn Fred Max. Siêu siêu bỏ bố vào đây nó đây này, để chân xích vô để cho nó đóng cửa. Đấy. Mấy họ không cân nào, cân mai mốt bảo để chân xích vào chứ không để chân xích vô. Ông cân nên là ông kéo cái hai bé là 5 năm sau rồi bị thiết. Lúc đấy không có bụng đi chồng công gì. Chồng công lúc đấy tao phải có kỹ. Sao phải coi. Nó đi gái cho nó đi luôn. Gái nó treo. Ăn đi chưa? Chưa. Anh công em mãi gần. Anh công anh nghe. Cô để cho mày hiểu đây này. Sương nó đen xì hết rồi mọi người ơi, ở ngoài sương đen xì ha. Anh Quỳnh gì gọi Zano. Đó cái này mà giờ lên đỉnh là chứ tối om mà có nhìn thấy gì đâu. Đúng rồi, lên đỉnh. Lên tối mù tối mịt luôn mà rét luôn luôn hết người, thành mùa đông luôn này. Toàn giờ toàn khắp không lên rồi. Dạ. Là hết người. Mà họ lên mà họ không xuống ấy, ở đấy phải chặt kéo họ ở quanh. Người ta ở tối. Người giờ nó đóng cửa rồi đấy. Đúng rồi. Nhiều chuyện là qua đi. Đó, đến 10 giờ là phải xuống hết. Đó. Vậy à, ở đây vẫn đang lên. Thì cái lên cái không. Thế thôi nhé con nhá. Cái gì ạ? Giọng ở mồm như thanh niên này. Những người lớn nên mà bị đẹp trai này mà sao có lâu rồi. Mười mấy tuổi này rước cô và chết giả. Ai nói anh em mà hàng hốc cho mình ra. Ai, đẹp chưa? Đẹp chưa? Mưa được không? Mưa. Gió thổi lạnh hả? Mưa. Ồ lên tỉnh chắc lạnh. Lạnh.
con đang đi tìm tư vấn lấy mưa. Đấy, đang lên đây, đây cắp một. Đó, người ta lên mẹ, đây nè. Rồi, ngày tốt, nó nhau chứ. Để đi luôn với mẹ, ngày tốt. Chờ hai bố con nhá. Thế thì xếp lịch. Đó vào Tây Đinh. Ở bên này này dậy dưới. Bây giờ con à. Nhi ơi. Ơi, mong. Cái dãy bên nó đi lên. Về em ngoan nhé. Con nhé. Sáng năm bà đi nhé. Bố mắt làm sao vậy? Xoay. Gió thổi. Ông đốt. Ờ, mắt làm sao vậy? Ông đốt à? Ít ngủ sao mà ít ngủ? Vợ đấm rồi. Chắc là vợ đấm chứ rồi. Vợ đấm à, vợ đấm à. Họ bên đây sợ lắm, họ bên đây sợ lắm, nghỉ lắm. Hả? Ừ. Hey, vợ đấm thì đổi họ nha Quỳnh. Ông xem cắp treo phải soi cho cháu xem ở ngoài. Cháu có sợ vợ đâu. Anh mặc quá bỏng rồi, chưa về được. 31 mới về. 31 mới về. 31 mới về. Ừ, tối về được rồi. 29 31. 29 về được. 29 về. 29 trong 2 ngày đó. Đang chiều 2. Chiều ngày chiều 6 và đang chiều 9. Về Bắc. Chiều 6 là đi đêm thì chiều ấy. Vé buổi tháng mấy ngày về chim với chị nói thôi. Vé máy bay thì 1.6 6 mấy, còn vé tàu thì 1.3. Đi tàu thích muốn đi. Đi tàu 10 ngày chưa vào tới nơi. Đâu? Nó lắc từ nước như này ngồi khoảng cứ 2 ngày một đêm rồi vào. Khỏi ngủ. Sáng chiều về ông chịu đi ngồi tàu. 29 rồi mà 30 6 30. Nay 27 mai 28 chơi đâu chơi ra 29 về. Vài tiếng ủng hộ. 28 về được rồi. 28 ai về sao? Nhật lại không về được. Mai 28 đi chơi thì đã rồi. Chơi đi nào của chị? Đi nào, tụi con nghỉ, đưa đi nào. Các bạn nghỉ mấy ngày, trái cây nó hỏng hết à? Hỏng thì thôi. Chết rồi, tụi con về cho đi ăn hết. Hết trái cây rồi, còn mấy cái đồ khô à, mai nó người ta lấy ra hết. Như ăn tỏi luôn. Ừ, vậy thì được. Thì gì sợ, có mấy cái gì thì... Quả có đâu. Không có đi chơi với các con. Mang về nấu hết cho các bà ăn được không sao? Tối ăn thì kia nghĩ là tối nay hủ tiếu. Chưa còn một xong đấy đun lên mà được mà con. Tí nữa đi Tây Ninh ăn hủ tiếu xong về rồi. Con nó thôi, không phải ăn được, con về nhà quá. Hủ tiếu bánh canh chay, đồ chay ấy mà. Ngon lắm. Con rất là thích ăn luôn. Có mười mấy 20 ngàn tô là ngon. Con về nhà lại ăn tiếp mà. Thôi về nhà. Thôi. Thôi chưa. Về của cậu thăm quan hột cái gì đấy tí là về. Tòa Thánh Thiên Ninh á. Về nhà ăn xong ra về trước cửa đó ăn luôn, mày nhớ không? Biết rồi, nhưng mà ý là cậu tiến ông xuống. Ăn chi sao đói đói. Có mấy phòng xuống. Cậu tí nữa ra, dẫn cậu ra ngoài quán ấy kia làm tí xong về. Ồ hay. Vậy sao? Cậu đi vào nhà mày mẹ rất đắc quán thì chả cậu không biết được gì à? Chứ giờ về nấu có kịp nấu cái gì đâu? Ăn đầy thế còn. Ăn nhiều lắm mà. Ăn đơn giản thôi, cậu cũng không cũng như cái gì thôi. Cậu chả đơn giản mâu xuống ạ. Rồi tới nơi rồi. Nơi là ôn lúc đi nhanh hơn gần xa hơn. Tại mình muốn nói chuyện nên mình không có sợ, mình không có nói lên. Lúc về không khiếp mày chứ không đi gì sợ. Tớ mới sợ được quạt những người thang. Không, em không sợ được quạt, em nhìn dưới này. Nhìn dưới ấy, sau quang quạt này. Cái này như máy bay hạ cánh nhiều sau khi nhanh hay không? Nó có chỗ cho mình ra không? Chưa, đến nơi cho mà mở cửa. Cái này là tại vì... Có người đến mở cửa cho mình ra không? Không lên mở. Chào. Hello. À, thôi đi đi chỗ khác, giờ tối rồi, giờ lên đó không có ai mặc áo lạnh. Không có người mặc áo lạnh lên đỉnh núi giữa lạnh. Có áo lạnh không? Có cho thấy áo lạnh không? Bây giờ gia đình mình về đi tòa thánh, một vòng tòa thánh nữa là về nha mọi người. Ở nhà có cậu đang chờ nữa. Cho nên là chắc gia đình mình sẽ đi tòa thánh. Xong là về luôn. Em không mình chạy xe về luôn ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Exit, exit đây là ra tới nơi rồi đó. Nãy mình lên lúc kia. Vậy là mẹ thích. Bởi vì mấy bữa đi với chị, lúc mà đi xuống là mẹ với chị với chị hai đi bộ. Chưa vào nè. Đó. Chú Toán đâu? Chú Toán vô đi. Video của Thủy đến đây cũng dài, cô chú anh chị. Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Bye bye. Cô chú anh chị nhớ đón xem video tiếp theo của Thủy nha. Có nhiều điều hấp dẫn Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Bye bye.